Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống là chùm phóng sự về chủ đề thực trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong đại dịch. Mục Nét đẹp xứ Nhãn mời quý vị cùng tham quan mô hình trồng dâu tây độc đáo tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bây giờ là những thông tin chi tiết. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các dịch vụ vũ trường, karaoke phải đóng cửa, song tình trạng mua bán sử dụng ma túy tổng hợp trái phép vẫn có chiều hướng gia tăng và thay đổi về cách thức. Phòng trọ này ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vào cuối năm ngoái, Đồng Huy Dương ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã thuê làm nơi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp. Khi bị lực lượng công an bắt, Dương đang tàng trữ gần 7,5 gram metafetamine và chứa chấp 3 đối tượng khác. Hơn một tháng Dương ở đây, không ai phát hiện điều gì bất thường. Chúng nó ở nó cũng không có ồn ào gì đâu, mà bật nhạc to thì nói chung là bên đấy nó cũng không có loa đài, không có tivi. Thông thường các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp sẽ tìm đến quán bar hay karaoke, nơi có hệ thống âm thanh và ánh sáng tốt để tăng độ phê ma túy. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh thì những đối tượng sử dụng ma túy có một căn phòng như thế này cũng là tốt rồi. Đồng Huy Dương đã nhận mức án 19 năm tù cho hai tội danh, mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Thì đối với nhóm tội ma túy thì có cái đặc điểm là nó phát sinh cái tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy là cái nổi cộng hơn so với các năm khác. Ở trong những cái bản án năm 2021 thì vì do cái đặc điểm của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy thì cái hình phạt nó rất là nặng. Năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ thụ lý 43 vụ liên quan tới ma túy tổng hợp và 64 bị cáo, so với năm 2020, tăng 3 vụ và 8 bị cáo. Đáng chú ý, loại tội phạm tổ chức và chứa chấp các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng. Điều này được lý giải là vì tình hình dịch COVID-19 nên các đối tượng sử dụng ma túy không đến được quán karaoke hay quán bar như trước. Đối tượng buôn bán thường chứa chấp cho sử dụng ngay tại nhà hoặc phòng trọ. Sử dụng ma túy tổng hợp khiến con người bị ảo giác, hưng phấn cực độ và có thể có những thú vui giận người. Người đàn ông này năm nay 32 tuổi, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau 4 năm sử dụng ma túy đá, thấy cơ thể suy kiệt, lúc nhớ lúc quên, không thể tiếp tục đi làm công ty được nữa. Anh đã nghỉ việc đi điều trị tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên, những mong sẽ dứt bỏ được thứ nghiện ngập hại người này để trở về với vợ, với gia đình. Trên cơ thể người đàn ông này vẫn còn dấu tích của những lần chơi đá, đó là Gambi. Gắn thì tùy theo chỗ vị trí như nào thì tùy theo mình thích. Mình tự gắn hay là mình đi đâu? Nhờ người khác gắn. Lúc đấy là mình đang sử dụng thuốc thì mình gắn hay như nào? Lúc đấy cũng đang sử dụng thuốc. Thì khi chơi vào thì kích thích tất cả mọi cái luôn. Tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên đang điều trị nghiện ma túy cho 346 học viên. Trong đó gần 50% là nghiện ma túy tổng hợp. Số học viên có hình xăm là gần 140 người, có găm bi, chùy, kiếm là 17 người. Sử dụng ma túy tổng hợp làm não bộ hưng phấn tột độ, không kiểm soát được hành vi của mình. Người nghiện có thể xăm hình, găm bi, chùy, kiếm vào cơ thể mà không hề cảm thấy đau đớn. Song đây là hành động khiến họ dễ gặp viêm nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Ma túy đá, ma túy tổng hợp cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì giai đoạn đầu nó làm cho người ta sung mãn, nhưng mà giai đoạn sau thì nó lại ức chế. Đầu tiên là nó giãn mạch, cái bộ não của người ta nó được tưới đủ oxy. Đấy, nó tiết dopamine rất là nhiều, nhưng về sau này nó là cái hệ lụy của nó là nó sẽ bị co mạch, nó thiếu máu não và nó chết não từng phần một, 70-75%. Sau này mà sử dụng quá nhiều lần và quá nhiều dẫn đến tâm thần phân liệt. Okay. Quan điểm ma túy tổng hợp không gây nghiện là quan điểm sai lầm, khiến nhiều người dễ dàng thử và sử dụng, lâu dần gây nghiện. Loại chất này không có những trạng thái cai vật vã như heroin, nó biểu hiện ở dạng trầm cảm và làm chết tế bào thần kinh, ảnh hưởng tới trí não, khiến người bệnh trở nên nguy hiểm, không kiểm soát được hành vi. Ma túy tổng hợp tác động vào hệ thần kinh trung ương và đây là nguyên nhân khiến nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp mắc bệnh tâm thần. Bệnh nhân này năm nay 33 tuổi ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đã có 4 năm sử dụng ma túy đá. Anh được các bác sĩ bệnh viện tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần hành vi. Đây là lần thứ tư anh nhập viện. Trước đó đã chữa trị tại bệnh viện tâm thần kinh trung ương, nhưng cứ ra viện rồi lại dùng ma túy. 2 tháng nay thì mất ngủ, bồn chồn, đi lại và nói năng lung tung.
gắn áo lên. Mình đã có gia đình chưa? Em có một vợ hai con rồi. Vâng. Thế vì sao mà lại sử dụng ma túy tổng hợp? Em va vấp. Vâng. Thế sau khi mà sử dụng ma túy xong thì mình cảm thấy thế nào? Em cảm thấy hối hận. Vì sao lại hối hận? Vì nó ảnh hưởng mất ngủ anh ạ. Người nhà không khuyên bảo được, bạn bè thì dễ rủ rê, vòng luẩn quẩn nghiện rồi vào viện cứ đeo bám gia đình bao năm qua khiến ai nấy đều mệt mỏi. Vất vả mà đa phần nghe bạn bè nhiều hơn gia đình. Bây giờ bạn đã khá hơn chưa? Cũng đỡ hơn nhiều khi vào viện. Năm 2021, bệnh viện tâm thần kinh điều trị cho 61 bệnh nhân rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây nghiện. Con số này cao gần gấp đôi năm 2017. Họ không hiểu biết, họ nghĩ rằng ma túy đá là không gây nghiện mà sẽ đào thải. Nhưng thực chất ra thì ma túy đá nó gây nghiện và rất khó khăn trong việc cai bỏ ma túy đá. Và ma túy đá thì nó ảnh hưởng đến não bộ rất lớn hơn cả heroin. Khi trí não không được bình thường, cùng với cơn nghiện thuốc, người nghiện trở nên hung hăng, có thể gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Những năm qua, trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, người sử dụng ma túy tổng hợp đã gây ra rất nhiều vụ ngộ sát, vụ giết người thân dã man, thảm sát nhiều người. Nghiện ma túy tổng hợp hiện rất khó cai, vì vậy các bậc phụ huynh luôn phải để mắt tới con em mình, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, phòng nguy cơ con bị lừa, bị dụ dỗ dùng chất gây nghiện. Các bạn trẻ tuyệt đối nói không với ma túy, không dùng thử dù chỉ một lần, bởi điều đó dễ dẫn tới nghiện ngập, lệ thuộc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có một trải nghiệm là hái dâu tây tại vườn. Và đây không phải là vườn dâu tại Đà Lạt hoặc Mộc Châu Sơn La, mà đây là một vườn dâu tây ngay tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bắt đầu từ một chuyến đi thăm vườn dâu tây của bạn tại Sơn La năm 2020, anh Trần Bá Cấn ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã nảy ra ý tưởng đưa dâu tây về trồng thử tại đất Hưng Yên. Năm đầu thử nghiệm, chưa có kinh nghiệm, cả vườn dâu tây của anh Cấn bị chết gần hết, chỉ còn lại 20 cây. Nhưng khi được nếm những trái dâu đầu tiên, ước mong thuần hóa được giống dâu tây lại trở lại. Mày mò và thử nghiệm trên số dâu tây ít ỏi còn lại, anh Cấn đã tự rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. Kết quả đến vụ đông năm 2021, anh Cấn thành công đưa được cây dâu tây về trồng trên đất Hưng Yên. Hiện tại vườn dâu của anh Cấn đang có 5.000 cây, cho thu trung bình mỗi ngày từ 10 tới 15 kg quả. Với giá bán trên thị trường dao động từ 100 tới 280.000 đồng trên 1 kg, vườn dâu tây của anh Cấn đã cho thu hoạch lên đến cả 100 triệu đồng. Định hướng của năm 2022 của hợp tác xã của chúng tôi đó là đưa ra cái cây dâu, thứ nhất là cây dâu cảnh, thứ hai là áp dụng mô hình trải nghiệm cho các khách tham quan du lịch về để thu hoạch dâu, rồi là đóng dâu, rồi là trải nghiệm thưởng thức hương vị dâu tại đất Hưng Yên xem là nó có khác so với là trên Mộc Châu Sơn La không, hoặc là trong Đà Lạt hay không. Hiện tại vườn dâu tây của anh Cấn chủ yếu bán quả, tuy nhiên anh cũng đã thử nghiệm cho một số người vào trải nghiệm hái dâu tại vườn. Những người đến đây tham quan trải nghiệm đều tỏ ra hết sức thích thú. Thực ra thì mình không nghĩ là ở Hưng Yên có một cái trang trại dâu lớn như một cái Đà Lạt thu nhỏ như này. Và khi mà mình nói là cho các con đi trải nghiệm hái dâu thì chúng nó đã rất là thích thú và háo hức từ sáng đến tối luôn. Mình cảm thấy rất là ngon, tức là những cái quả dâu mà có thể là chưa đỏ thẫm đâu, nhưng mà rất là ngọt luôn và rất là thơm. Con hôm nay con được đi hái dâu, con cảm thấy rất là thích thú và vui vẻ. Đây là lần đầu tiên con đi hái dâu và con cảm thấy vui và thú vị ạ. Lần sau con muốn tiếp tục được đến đây để trải nghiệm. Mới trồng từ tháng 9 năm 2021, tính đến nay, vườn dâu tây của anh Cấn đã cho thu khoảng 200 triệu đồng từ bán quả, bán bầu làm cảnh và cây giống. Trong năm tới, anh Cấn dự định mở rộng vườn dâu tây lên 2 vạn cây. Có thể nói đây là mô hình mới nổi nhưng đã trở thành một mô hình kinh tế hết sức độc đáo, giúp người nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.